Nguyễn Hồng xin chào đại gia đình yêu, xin chào anh chị em trên cộng đồng mạng và những người yêu đất nước. Hồi sáng Nguyễn Hồng có đi qua quận 3 rất là sớm, 8 giờ mấy thì Nguyễn Hồng có mặt tại chỗ tại đó rồi. Nguyễn Hồng có mặt tại đó rồi. Theo Nguyễn Hồng nghĩ, một cái công việc họ làm khơi lại những gì là giống như là cái tội ác của họ mà họ không nhục sao ta? Họ không nhục à? Hồi xưa mấy ông bị thương về những vấn đề gì vậy? Làm được gì cho đất nước này? Hay là đi đâm thuê chém mướn? Hay là nghe lời những bọn xấu? Hay là nghe lời Ngô Đình Diệm? Bây giờ khơi lại thấy thiệt rất nhục nhã, chả giống ai. Chào Trần Nam Việt, chào Đăng Phạm. Thấy chả giống ai, cà núp đi vô, đâu có dân minh chính đại đâu. Làm lễ tuốt ở đằng sau á, thì vô đó thì nói nạo ngay là Nguyễn Hồng vừa tới thì có người lại tới đứng gần liền. Thì chắc những người đó chắc cũng là cha chú gì ở trong đó, nhưng mà họ giống như là cái đầu óc của họ giống như là cũng không có yêu cộng sản này mấy đâu. Theo Nguyễn Hồng nhìn á, đứng cái kiểu cắt thấy ghét lắm, chắc cũng làm việc gì ở trong nhà thờ đó đó. Dạ em chào anh Đăng Phạm nha. Bởi năm ra là hồi tối em đứng ở ngay Bạch Đàn đó anh, bên mốt em chỉ nói là một nơi đó thôi chứ em không nói địa điểm ha anh ha. Đó, bởi là Nguyễn Hồng nói, Nguyễn Hồng thấy vô lý. Nó thiệt, gặp như trường hợp như Nguyễn Hồng mà như vậy nha, núp mẹ nó nơi nào đi, chứ mình cũng không đưa cái mặt vô đó chứ, hay là làm chi ân chi yết chi kiết gì ở trong đó. Thiệt luôn. Cũng có đôi người đạo Chúa thiệt, đạo Chúa yêu đất nước nè, yêu đất nước Việt Nam nè. Nguyễn Hồng hỏi người ta, ủa đâu hôm nay đâu có làm gì đâu, người ta không biết. Người ta chỉ vô, người ta làm lễ xong người ta đi xe, người ta về, người ta leo lên xe, người ta về. Rất là nhiều người Nguyễn Hồng đứng đó, người ta đâu quan tâm đâu. Còn những người mà thương phế binh, thương phế biết gì, cục tay, cục chân gì của hồi xưa, tay sai gì của Ngô Đình Diệm đó, của Mỹ thì đi thẳng vô chổng, vô phía sau. Còn những người mà đạo đàng hoàng, người ta tới đó, người ta làm lễ xong người ta đi về, làm lễ xong đi về, vô đó lại Chúa rồi xong đi về. Tao có vô đó làm hồi xưa thì mình làm những cái gì thì thôi đi, cộng sản họ cũng đâu có nhớ đâu, họ đâu có quan tâm đâu. Tự người ta là người ta thắng cuộc mà, người ta lúc nào người ta cũng tha thứ, người ta đâu có quan tâm. Thì thôi đi, mình cũng là coi như là mình cũng là đàng hoàng lại đi, mình sống sao cho đàng hoàng lại đi. Mình khơi lại làm gì hả? Khơi lại làm gì? Nhớ lại thằng Ngô Đình Diệm, cái thằng đó nó đâu có làm cái gì được cho cái mảnh đất Việt Nam này. Nó giống y chang như bây giờ là ta kêu là nó là, nếu bây giờ nó còn sống là người ta đưa nó về cái tội tuyệt chủng. Nói cho anh chị em biết cái tội của nó, thế giới lên án luôn đó, chứ không phải là Việt Nam mình lên án không đâu. Những người nước ngoài họ ít khi chấp tay sau Đức, mà một khi mà cái gì họ khủng hoảng và họ quá sợ họ mới chấp tay sau Đức thôi, chứ không phải như người Việt Nam. Mà Nguyễn Hồng thấy rất là nhiều người đi vô trong đó, người nào cũng chấp tay sau Đức, họ rất là sợ, khủng hoảng. Chỗ mà của Ngô Đình Diệm mà coi như là máy chém của Ngô Đình Diệm để lại, những hành vi nó cũng chả cái gì đó, cái ghi công ghi gì của tụi nó thấy chả đâu và đâu. Giống như là nó khơi lại ông cô nội nó là thằng Ngô Đình Diệm đó, bây giờ thì nó khơi lại vậy. Chả có gì, cũng đâu có ai mà quan tâm. đâu ai quan tâm, đâu ai ủng hộ, đâu có ai ngó ngàng tới đâu. Mình thấy mình ngồi ở đó cũng chèo queo chéo queo. Vô trong đó nó đâu có cho mình livestream đâu, mất công nó nói hồi Nguyễn Hồng nóng lên, Nguyễn Hồng chửi tụi nó. Mà ví dụ Nguyễn Hồng đứng ở trong đó mà Nguyễn Hồng cự với tụi nó là Nguyễn Hồng là người có lỗi chứ không phải là nó. Tự vì cái chỗ mà linh thiêng của người ta với lại cái chỗ đó nó nghĩ nó làm vào cái tâm linh rồi. Mà mình nó thì một người yêu đất nước thì nó gọi mình là cộng sản. Lỡ đây có chuyện gì lớn lao lên nó nói à cộng sản vô đây quậy này kia, nó có quyền nó đánh mình đó, nó có quyền á, phải không? Nó nói là giống như là mình vô phá nhà trai nó, nhưng mà trong thực tế là tụi nó là quỷ, nó đang đội lớp người mà nó lại không biết. Nguyễn Hồng nói thiệt với anh chị nha, cái dạng đó là cái dạng chống đối ngầm chứ chưa hẳn nó yêu người Việt Nam mình và nó yêu cộng sản mình đâu. Nguyễn Hồng nói thiệt luôn á. Chào Má Đáo, chào Má Đáo nha. Nó thiệt, đâu có yêu thương gì mình. Ở trong xóm Nguyễn Hồng có một ông nó thì ghét rồi. Cũng là Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó, bị cục cái chân đâu tới Hán, mát mát. Mỗi lần lễ mà tôi đi cắm cờ là ổng lấy cờ, ổng giục giữa đường luôn. Ổng lấy cái cây cờ ổng để giữa đường, ngang qua ngang lại là người ta, xe là người ta cứ đạp ngang, Nguyễn Hồng nói có trời á, đâu có ai xuống giận đâu, xuống giận ổng chửi, xuống giận nó chửi người ta. Nguyễn Hồng xuống, Nguyễn Hồng giận lên, mà giận xong rồi nghe chạy mà đứt dép luôn bờ. Nguyễn Hồng giận xong không chạy đứt dép luôn, sợ nó khùng nó đánh, nó dí nó bính mình bờ. Nguyễn Hồng giận cây cờ lên xong rồi Hồng chạy mà leo lên xe giọt đứt dép luôn. Nó đâu yêu mình đâu, nó đâu thương mình đâu. Mình tự nhiên mình để cho nó làm lên một cái ghi ân ghi yết ghi chó gì lễ gì của nó chìa làm chìa nhớ lại, giống như là nó khơi lại giống như là một cái kỷ niệm hồi xưa, làm như là ta đây ghi công vậy. Trời, làm như là ta đây ghi công là anh hùng cứu nước thì cái đó là đúng rồi. Thí dụ mà ghi công hay gì, con cái này có ghi công ghi gì đâu, có được có làm gì cho đất nước này, được cái gì. Mẹ tụi nó hồi xưa chơi để cái điếm chứ nó được cái gì cho đất nước này. Nó phải đặt là một cái lễ, là lễ tưởng nhớ đến Ngô Đình Diệm là thấy ghét rồi. Em chào anh Trương Nguyễn nha. Chào anh Trương Nguyễn. Là mình thấy ghét rồi. Nguyễn Hồng vô rồi Hồng thấy bực mình, cái tính mình nóng lắm. Nó cự à, tôi cự á, tôi chả sợ đâu. Tôi không binh bên nào, cộng sản tôi cũng không binh. Mà bên những làm cái công việc mà trả ra gì tôi có không binh. Tự nhiên gây công gì. Tôi hỏi là bây giờ ngày hôm nay là ngày kỷ niệm gì, làm gì được cho đất nước này mà lập lên một cái kỷ niệm mà sân khấu sân đồ ca hát ca hiết đồ, cái gì được cái gì cho đất nước này. Tự mình thấy thôi, người ta cũng giấu đúc thôi, người ta cũng đi đường sao thôi, mình cũng không để ý làm gì. Giống như là người ta đã sợ mình rồi, người ta làm những việc không đúng, người ta giấu đúc rồi, mình cũng không moi móc làm gì nên cũng không quan tâm. Chứ nó xin lỗi à, tôi đi vô đó tôi like làm gì tôi có quyền like. Ủa cái này là cái nhà thờ, tôi có quyền ra vô, còn không thích cho tôi vô thì đóng cửa lại đi, đúng chưa? Tôi vô tôi vẫn cầu Chúa, tôi vẫn cúi đầu đàng hoàng, chứ tôi đâu phải vô cà nghinh cà bật đâu. Nhưng tôi không thích like là sao thôi. Một khi người ta đã chung lòn rồi, đã đi đường sao rồi, mình thôi mình mai móc người ta lên làm cái gì. Chứ tôi nó thiệt hồi sáng mà dân binh chính đại là tôi vô tôi like à, tôi like tôi đưa lên luôn à. Lễ gì, công gì mà dân binh chính đại mà đưa ra ngoài đường mọi người đều biết, người ta đều nhìn. Cái này là lễ gì? Tôi ngồi tới mấy tiếng đồng hồ, tôi thấy thôi đi cũng chung lòn, đi lòn, đâu dám nhìn ai, đi thẳng vô thôi. Mình cũng thôi tha thứ đi, tôi cũng không nói. Chứ mà làm ồn ào mà dân minh chính đại là tôi hỏi, tôi like tôi hỏi luôn, tôi là người dân tôi hỏi là cái lễ này là lễ gì, cái này là cái gì, công ơn gì, công ơn gì, cục tay cục chân này là do cái gì, làm sao? Được gì cho đất nước này, được gì cho cộng sản, hay là hiện tại bây giờ đang ăn hại mà thôi, biết không? Chào Bảo Long nhé, chào Thu Trương nhé, chào anh chị em, chào Vũ Thu Trương, chào Võ. Mình kêu tên vậy thôi, có nhiều người họ đắng anh, đắng chị hoặc đắng cô, đắng chú mình nữa, nhưng mà mình lên đây mình nhắc tên anh chị vậy thôi. Nguyễn Hồng nói vậy đó. Hồi sáng là sáng sớm là hồi tối ngủ không được rồi, là đi. Nguyễn Hồng nói anh chị đừng buồn nha, anh chị ở trong này đừng cười Nguyễn Hồng nha. Cái tính Nguyễn Hồng không bao giờ thụ lâu. Không, nhưng có một điều là dính giáp tới Ngô Đình Diệm là Nguyễn Hồng thấy bực mình. Cái đó Nguyễn Hồng nói thiệt, nhưng mà cái công việc hồi sáng, cái lễ lọc chó về hồi sáng đó là dính giáp tới Ngô Đình Diệm đó. Dính giáp ha. Ý là giống như là người ta khơi lại đó, chứ không phải vẫn chơi đâu. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Từ chuyện nhỏ nó phải thành chuyện lớn, chứ đừng có nói. Biết không anh chị? Bởi Nguyễn Hồng thấy thôi, người ta cũng không có phô trương. Người ta cũng đi đằng đường sau. Có một số thì người ta cũng làm lễ ở đằng trước, mà người ta không quan tâm. Thì Nguyễn Hồng thấy chắc những người đó, những người yêu đất nước mình đó. Anh chị đạo chúa, chứ có nhiều người yêu đất nước lắm nha. Người ta sống yên ổn, người ta muốn là coi như là hòa đồng, người ta muốn là bắt tay đồ này hòa đồng nhá. Ta cũng chả muốn khơi lại hận thù đâu. Có một lỗi đó là lỗi của đạo của thằng Ngô Đình Diệm, anh chị biết không? Hồi xưa thằng Ngô Đình Diệm là nó lập lên một cái đạo riêng, đạo quỷ, đạo tà, đạo ma, đạo ám của tụi nó. Nó làm cho những đạo chúa khác người ta mang tiếng, chứ đâu phải là đạo chúa người ta mà như vậy. Không, đạo chúa người ta đàng hoàng lắm. Hồi xưa Nguyễn Hồng cũng, hồi sáng Nguyễn Hồng cũng có hỏi một hai người, không biết. Ủa em biết, đâu biết đâu, hôm nay làm gì? Lễ gì, gì ân gì, đâu biết đâu, người ta không biết. Tới đó người ta cũng, người ta chỉ ở nhà thờ, đó làm lễ trong nhà thờ, nó không biết. Thì mình Nguyễn Hồng có thấy những người cục tay, cục chân, cục giò, cục cẳng gì đó đi thẳng vô phía sau. Tôi ngồi tôi chờ đó, tôi ngồi ngay cửa trước tôi chờ luôn đó. Mở cửa trước là tôi vô tôi like liền đó. Là tôi hỏi liền đó, sao mà dân binh chính đại dữ à hả? Được gì cho đất nước này không? Có được một cục đá, một cục gạch gì hả cho đất nước này không? Mà làm chuyện quan trọng những đề thế. Nó không yêu đất nước mình đâu. Trời ơi, cái băng Việt Nam Cộng Hòa đó, hồi xưa nó theo Ngô Đình Diệm, nó chả yêu đất nước mình đâu. Ở trong xóm Nguyễn Hồng kìa, có một ông kìa, vẫn đội nón nghiêng, vẫn để tóc dài, vẫn để râu đồ. Nhìn cái kiểu cách, phong cách ăn mặc như hồi xưa, y như là cái thời Ngô Đình Diệm, cái thời mà đi lính cho Ngô Đình Diệm gì đó, vẫn còn cái phong cách đó mà tưởng sao ngồi bán ba cái đồ lặt son thôi. Chứ được cái gì? Mày ôm một cái bóng ma mà chả ra gì thì cuộc đời mà cũng chả có ra cái gì, nó thiệt. Cờ đỏ sao vàng gành gành ở đó, cái lăng bác gành gành ở đó mà không yêu không thương, mà đi ôm một cái hồn ma bóng quế của thằng Diệm Nhu đó mà đem về làm gì? Được cái gì? Được gì cho đất nước này? Cho người ta kêu người ta gũa sải thêm chứ làm gì? Thôi cái tánh Nguyễn Hồng này nói nó thẳng vậy á. Không biết nói ấp mở dân chương lý luận hay là không biết nói, nó nói thẳng vậy để cho anh em dễ hiểu chứ. Bởi anh chị đừng có nói là Nguyễn Hồng nó này nọ kia nha. Nó thẳng vậy đi. Không được gì thì nói không được gì, chứ không được chẳng lẽ tôi nói được. Nói xin lỗi vừa rồi có một cái cuộc mà lễ thương phế binh của bên Việt Nam mình đó anh chị, của mấy anh liệt sĩ ở đâu phải không? Ở Bảo Lộc, mà ở đây tụi tôi vẫn đi mấy ngày trời, 2-3 ngày trời mới tới, tụi tôi vẫn đi. Người ta hy sinh vì tổ quốc, người ta yêu tổ quốc, người ta hy sinh vì tổ quốc. Tụi tôi vẫn đi, tụi tôi vẫn tôn vinh. Đi tới đó nó thiệt thắp được một miếng nhang xong rồi đi về, thấy trong lòng rồi nó thảnh thơi dữ dằn luôn, yêu mến dữ dằn luôn. Còn cái gì ăn gì ít gì hồi sáng ở bên mà quận 3 này là cái đất là cái gì đâu ai biết đâu, đâu quan tâm đâu. Được gì cho đất nước mà người ta quan tâm. Hồi xưa chỉ là đi bưng bô vô đích thôi, chứ làm cái chó gì mình đặt lên ra quẻ. Ta đây hồi sáng có 2-3 chiếc xe đi vô à. Tôi nhìn 2-3 chiếc xe đó là cũng dạng là vô đó lai rồi đưa qua bên nước ngoài để ăn tiền. Thế chứ làm cái chó gì. Thiệt, tôi nói thiệt luôn á. Chứ bây giờ con người mình đi vô nè, mình sống rất là bình thường, giống như người ta đi lễ đâu tới gió bình thường. Còn cái này vô cái tự nhiên lật chụp cái điện thoại nó nhỏ cái gì, ăn mặc rất là sang trọng, chụp điện thoại nó nhỏ cái chó gì. Tụi bay nói nhỏ ở bên nước ngoài thôi, để tụi bay lấy tiền thôi, tụi bay làm gì. Tôi nói cả đời đứng núi này mà trong núi kia là cả đời không bao giờ là ngóc đầu lên nổi. Nó thiệt. Những người đó bao qué, đứng núi này nó cũng trong núi kia, nó trong qua bên Mỹ á, và bên Mỹ thằng cho ông Trump ông sắp đuổi qua đây, nó tối ngày trong qua bển, trong bển làm gì ta? Tôi muốn hỏi vậy, trong bển làm mình không biết luôn. Chào Luân Nguyên. Chào Tuấn ca trưởng nha. Nguyễn Hồng có mấy lời thôi nha anh chị. Nguyễn Hồng đi cũng mới vừa về. Bye bye anh chị. Ngày mai á, Nguyễn Hồng đi miền Tây rồi. Có gì vui Nguyễn Hồng điện về cho anh chị. Còn bằng không thì Nguyễn Hồng vắng mặt 1-2 ngày rồi Nguyễn Hồng sẽ gặp lại anh chị nhé. Ngày mai Nguyễn Hồng có chuyến đi miền Tây. Nguyễn Hồng bye bye anh chị ở trong này nha. Lúc nào Nguyễn Hồng cũng nhớ anh chị hết. Rảnh là Nguyễn Hồng lên gặp anh chị thôi. Kệ nó, chịu đám ăn xôi đi, bắt cưới, sóng gió gì Nguyễn Hồng cũng chấp nhận được hết. Bây giờ Nguyễn Hồng chai lì rồi, không có như hồi đó nữa. Hồi đó ai nói động tới ngồi khóc lóc này, giờ bình thường. Vì mình sống vì đất nước đi, ai nghĩ gì nghĩ, ai nói gì nói, mình không quan tâm. Nhưng mà cái gì mà trái tay ra mắt thì mình nói. Chị mình, chị của mình cũng chỉnh, chứ nói gì người dân. Ê, chị mình nói không đúng mình cũng chỉnh luôn. Mình chấp nhận bị chị mình chửi nhưng mình chỉnh luôn. Mình không cho chị mình nói như vậy nữa, chứ đừng có nói là người dân. Bởi mình mong những cộng đồng mạng ở trên này yêu thương Nguyễn Hồng cho nhiều. Cái tính Nguyễn Hồng thì thẳng, những cái gì mà họ nói không đúng Hồng không có chịu, đúng không? Mình đi miền Tây, đi Châu Đốc, mình đi Châu Đốc, đó chị Thu Trương. Mình đi tùm lum hết trơn á, tự gì mình tắp vô tùm lum hết. Chắc cũng đi vòng chắc cũng 2-3 ngày mới tới Châu Đốc. Tự gì mình tắp vô trong Tiền Giang, rồi mình tắp vô trong Cao Lãnh, rồi mình tắp vô trong Bến Tre, rồi từ từ mới trôi nổi tới Châu Đốc. Đi tới chỗ nào thì mình like về chỗ đó cho coi nghe chị thôi. Thương chưa? Sóc Trăng cũng thích lắm, mai mốt chắc cũng coi về đó coi. Chưa đi bao giờ, Sóc Trăng chưa đi. Mai mốt ghé. Đi tùm lum hết. Cần Thơ, chuyến đi này là Cần Thơ, Bến Tre, Cái Lậy, Cái Bè. Đó. Mình đi chung đội thôi, ta đi đâu mình đi đó vậy đó mà. Mai mốt Nguyễn Hồng rảnh Hồng đi Sóc Trăng chơi. Bye bye anh chị nhé. Đi tới đâu Nguyễn Hồng like về cho anh chị xem tới đó. Biết là lên đây sóng gió cuộc đời lắm, nhưng chấp nhận, mình chấp nhận mình mới được. Cái gì cũng vậy hết anh chị. Bye bye.